Xin chuyên gia bớt làm màu lại ạ. Thí sinh của chúng tôi thì đi ra rất là bình thường mà chuyên gia không thi đấu mà làm có vẻ rất là ghê gớm nha. Tăng phúc bắt đầu. Trời. Nhưng mà dùng tay. Đó là câu chuyện khác nha quý vị. Nè, đó nè. Nè, đó. Ừ. 13, 14. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Ba. 35, 35. Vòng đầu tiên sẽ là những thử thách về cá nhân và nhiệm vụ của bốn người chơi sẽ suy đoán xem là ai là người chiến thắng. Trước mặt các bạn là đạo cụ để thi môn đầu tiên của chương trình. Cái này giống đánh võ đúng không anh? Chính xác. Võ taekwondo, karate đồ gì đó kiểu vậy. Cái này là ai judo. Giống là thua nè. Nhưng mà mọi người có thấy là tại sao nó có một cái chuông ở trên đầu không ạ? Chắc cái này là chơi dí nhau á, xong ai hút cái đầu vô người kia được thì là nó... Thì các bạn đã sáng tạo nha. Lần theo Trâm Ngô thì bạn nghĩ sao ạ? Dạ em nghĩ là lấy cây đánh nhau á anh. Lấy cây quýnh nhau xong rồi ai gõ cái chuông cái beng là Tăng Phúc và Trâm Ngô nên dọn về ở chung với nhau. Các bạn có lẽ chắc chơi game nhiều hả? Thưa quý vị, mọi chuyện không kinh khủng như chúng ta nghĩ. Trò chơi của chúng tôi được mang tên Chuông Reo Là Thắng. Wow. Thì cũng giống mình suy nghĩ rồi đó. Và xin được giới thiệu hai đấu thủ của ngày hôm nay sẽ được bảo vệ bởi hai chuyên gia lý luận phê bình. Xin được giới thiệu người chơi đầu tiên là vận động viên đội tuyển đối kháng Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh và là một sinh viên của trường thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu Dương Hồng Tường Vi. Xin chuyên gia bớt làm màu lại ạ. Thí sinh của chúng tôi thì đi ra rất là bình thường mà chuyên gia không thi đấu mà làm có vẻ rất là ghê gớm nha. Và người chơi thứ hai là một dancer theo đuổi bộ môn hip hop. Và đó là Nguyễn Hoàng Minh Khoa. Ủa rồi vậy chi? Ủa làm vậy chi? Thằng nhỏ nó đẹp trai vậy ra là thấy khùng tới nơi rồi thiệt á. Xin mời hai thí sinh hãy giới thiệu một tí về mình. Xin chào các chú chú, con tên là Dương Hồng Tường Vi. Năm nay con 20 tuổi, con tập taekwondo được 6 năm. Được 6 năm hay 16 năm? Dạ 6 năm. Hết hồn tưởng 4 tuổi nó tập rồi. Mời bạn Nam. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Trấn Thành, chị Trâm Ngô, anh Andy, chị Nam Anh, chú Tăng Phúc. Alo. Thằng bé này có vẻ nó khó được lòng với showbiz là nhầm, nó hơi phân chia. Không thích em, không thích em. Được rồi, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Trấn Thành. Nói luôn đi, nói luôn về bản thân mình. Khỏi gửi, khỏi chào. Nói luôn. Nói luôn về chính bản thân mình. Đúng mình thôi, đừng nói tai nữa.
Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Minh Khoa. Năm nay con 19 tuổi và rap name của con là Khoa Neuron. Khoa Neuron. Tại sao lại tên này ạ? Dạ, Khoa Neuron thì nếu mà hiểu theo tiếng Việt gọi là Khoa Thần Kinh. Nó cũng là cái tính cách của con luôn. Không, chú biết mà. Chú có thấy con nhảy được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, con nhảy từ hồi năm con 11 tuổi. 8 năm theo nhảy múa và bộ môn con theo đuổi là... Dạ, hip hop. Ok, thưa quý vị, tôi sẽ tặng cho hai thí sinh hai dụng cụ. Họ sẽ đội nó lên đầu và dùng chân của mình đá lên để ấn cái chuông phát rầm thành. Ai làm được nhiều lần hơn người đó chiến thắng. Bây giờ chúng ta hãy xem qua một số khả năng mà hai đối thủ chúng ta có. Mời bạn Nam. Em sẽ freestyle trong vòng 20 giây rồi. Ok. Wow. Bên này thấy không ổn nha, thấy giỏi quá. Thấy xoẹt ra đồ này nọ. Tại vì chân thấy cũng dài lắm nha. Cái đòn dài nha các bạn nha. À, còn em gái ơi, em có thể đi đường quyền để cho mọi người biết được là khả năng của em là gì không ạ? Em thử nha. Thôi em nhìn qua trước, anh không có nhu cầu. Bây giờ thế này nè, nếu em đá mà lên đầu thì người ta sẽ dễ nhận biết được cái mức độ cao. Bây giờ xin chuyên gia đưa một cái độ cao nào đó từ tay của chuyên gia và em nó sẽ đá cái chân đụng lên cái độ cao đó được không ạ? Được ạ. Thử nha. Mời em đá vô cái nón của chị đi. Thôi đá vô cái nón của chị đi. Hai, ba. Hàng ngày cô ta đều đá bao cát. Thì hiện tại đến bây giờ là em đã thay bao nhiêu bao cát rồi em? Dạ đội con có 10 bao cát. Một mình con đá banh bao nhiêu bao cát? Dạ 2. Một đội luôn có 10 cái bao thôi. Một mình bà làm hư 2 cái. Ôi là trời. Bây giờ thế này, nói không thì khán giả sẽ cũng hình dung được là cái môn này nói là chắc đưa lên đá chắc dễ. Cho nên tôi xin mời các người chơi ra sân khấu trải nghiệm thử để coi cái độ khó của cái bộ môn này thế nào. Tôi mời nhạc sĩ Andy và Tăng Phúc ra trải nghiệm ạ. Vâng, mời các bạn đội vào và tôi cho các bạn coi là nó khó cỡ nào nha. Tăng Phúc bắt đầu. Trời. Nhưng mà dùng tay là câu chuyện khác nha quý vị. Nè, đó nè. Nè, đó. Ừ. Tự dùng chân nè. Đó, khó. Ôi, tôi đề nghị chuyên gia không được đánh người chơi của tôi. Tự nhiên cái hút em à. Anh Andy, anh thấy sao ạ? Dạ, không nổi anh ơi. Impossible đúng không ạ? Dạ. Cho quý vị thấy là nó khó cỡ nào. Chứ đừng có nói mà đá lên cao mà được. Không có nha. Mọi thứ đã rõ ràng. Mời mọi người về chỗ. Ôi trời ơi, khổ lắm. Chấn thương sọ não rồi nè anh Lâm ơi. Thưa quý vị, từ này đến giờ chúng ta đã biết được cục diện của cuộc chơi rồi. Cho nên bây giờ là lúc các bạn sẽ chọn ai là người sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn trong trò chơi này. 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. Ôi
Tổng giải thưởng của vòng 1 là 4 triệu đồng. Ai chọn đúng người chiến thắng sẽ được chia 4 triệu đồng đó. Một người đúng thì nhận luôn 4 triệu. Hai người đúng thì 4 triệu chia cho hai người. Đây là đội xanh và đây là đội đỏ. Mời Trâm Ngôn. Chị tin em. Trâm Ngô một chọn cho đội đỏ. Mời Andy. À, em chọn đội xanh ạ. Wow. Tại vì nếu như bạn theo học taekwondo á, thì có rất là nhiều kiểu đá trên cao. Thì em nghĩ đó là những cái rất là cơ bản trong cái môn đó. Thì em nghĩ là bạn có thể làm được. Ok, mời Nam Anh. Em cũng có tư tưởng giống như là Andy. Tại vì hồi phổ thông em cũng đã có học võ, thì em cũng có nghiên cứu về bộ môn này. Thì bộ môn này cũng đòi hỏi tập luyện về chân và sức dẻo, nên em tin là bạn nữ có thể làm được. Wow. Sao hồi trẻ mạnh mẽ dữ vậy? À, hồi trẻ là em có cơ hội được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Wow. Nhưng mà tại vì em sợ em tập xong em bị be, là em bị đô, là em xấu, nên là em đã quyết định là em từ chối cơ hội đó. Em nhầm đó, tập võ không có bị be đâu. Võ nó là nó thiên về sức mạnh và cardio và độ phản xạ nhanh nhạy mà. Ngày xưa em tập là biết đâu bây giờ em đi vô Hoa Hậu em có một tài năng rồi đó. Đúng. Đúng. Không, anh nói đúng. Ừ. Em cổ vũ anh. Xin chuyên gia cân nhắc âm lượng của mình. Dạ vâng ạ. Mời Tăng Phúc. Em thấy bạn nữ rất là tự tin, cái gương mặt, cái thần thái rất là tự tin. Còn cháu bé này. Cháu bé. Ôi một sự trả thù. Ôi một sự dằn vặt. Chú Tăng Phúc. Thôi kệ, chọn màu đỏ nha. Mặc dù lời nói thì có vẻ rất là dằn vặt nhau, nhưng vẫn thiên về cháu bé. Dạ, thưa vâng. Quý vị. Hai xanh, hai đỏ. Thời gian dành cho cuộc thi này là 1 phút. Hãy xem là trong thời gian đó họ sẽ tạo ra được bao nhiêu tiếng chuông. Quảng tu xì nhá. Vẫn là phương pháp dân gian. Tôi không mời hai chuyên gia, tôi đang mời đấu thủ thưa quý vị. Hai, ba. Ừ, đó. Thua nên phải thi trước. Một phút bắt đầu. Vô. Ba, bốn, năm. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, bốn, năm. Ba lăm, ba lăm. Chóng mặt rồi, 36. 36, 36. 36. Từ từ, từ từ. Nghỉ tí đi, nghỉ tí đi. 37. còn nhiều thời gian. Nghỉ tí đi, nghỉ tí đi. Nghỉ tí đi. Cố lên. 36. 38, 39, 40. 40.
41, 42, 43, 44. Từ từ, 45. Nghĩ tí. Vâng, và thời gian đã hết thưa quý vị. Giỏi quá em ơi. Thưa quý vị, trong một phút bạn ấy phát ra được 45 tiếng chuông. Xin mời đối thủ màu xanh. Và một phút bắt đầu. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Nghĩ đi em, nghĩ. Rồi. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi, thôi. Từ từ, nghĩ đi em, nghĩ. Rồi, ok. 15. 19 nha. 26 sao em ơi, bình tĩnh em ơi. Từ từ. 23, 24. Cứ thở. Rồi thở cái đi, rồi dồn sức, thở cái rồi, ok. 25, 26, 27, 28. Vâng, và thời gian đã hết. Thưa quý vị, 29 tiếng chuông trong một phút đồng nghĩa với việc là chàng trai mà chúng ta nghĩ là anh ta không có khả năng đã chiến thắng. Chúc mừng Minh Khoan. Em thấy là có mệt lắm không ạ? Không, tại do nó rộng quá. Tại nó rộng quá bị lệch á. Đúng. Tôi nói thiệt là hồi nãy tôi phải binh vực cho cô gái là đá trúng rất nhiều nhưng mà không phát ra tiếng chuông thôi. À, đôi khi cái đầu nhỏ quá cũng là một bất lợi nha quý vị nha. Ừ, rồi còn bạn Nam, bạn thấy trò này thế nào? Dạ, em thấy cần được nghỉ ngơi ạ. À, anh cũng thấy như vậy ha. Sao cho thằng nhỏ nó nghỉ.